Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình truyền hình thành phố Tam Kỳ phát hàng tuần trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Sau đây là những nội dung chính của chương trình hôm nay. Đoàn công tác thành phố Gunpo, Hàn Quốc thăm và làm việc tại Tam Kỳ. Đưa quy định 144 của Trung ương vào cuộc sống. Đội SOS hỗ trợ giao thông trong đêm. Đoàn công tác thành phố Gunpo, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc, do ông Ha Eun-ho, thị trưởng thành phố Gunpo làm trưởng đoàn, đã có chuyến thăm và hội đàm với thành phố Tam Kỳ. Đón tiếp đoàn có Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tam Kỳ Nguyễn Duy Ân. Tham dự buổi làm việc còn có ông Cho Dan-ho, Chủ tịch tổ chức làng hoa sen quốc tế Hàn Quốc. Hai địa phương đã giới thiệu và trao đổi một số thông tin về vị trí địa lý, diện tích tự nhiên, tiềm năng phát triển trên các lĩnh vực. Thời gian qua, thành phố Tam Kỳ cũng đã đặt quan hệ ngoại giao với nhiều địa phương của Hàn Quốc như thành phố Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi, quận Daejeo, thành phố Daegu. Về phía bạn cũng đã có nhiều hỗ trợ trên các lĩnh vực xây dựng đô thị thông minh, giáo dục, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, tạo điều kiện để thành phố Tam Kỳ phát triển và thúc đẩy mối quan hệ khăng khít giữa thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam với các địa phương của Hàn Quốc. Việc đoàn công tác thành phố Gunpo sang thăm và hội đàm với lãnh đạo thành phố là cơ hội để thời gian tới hai địa phương thiết lập mối quan hệ hợp tác hữu nghị. Dịp này, đoàn công tác thành phố Gunpo cũng đã đến thăm thư viện số cộng đồng thành phố Tam Kỳ và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Shinchen Vina. Các tin tức đáng chú ý trên các lĩnh vực. 6 tháng đầu năm, hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thành phố được Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố quan tâm bổ sung nguồn vốn để cho vay với số tiền 7,2 tỷ đồng. Tổng doanh số cho vay trong 6 tháng đạt 74 tỷ đồng, đã tạo điều kiện cho 1.462 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách được vay. Dư nợ đến 30 tháng 6 năm 2024 là 440,4 tỷ đồng, tăng 16,3 tỷ đồng so với đầu năm. 6 tháng đầu năm cũng ghi nhận tỷ lệ nợ quá hạn còn cao so với bình quân chung của tỉnh, 884 triệu đồng, tỷ lệ 0,2%, tăng 483 triệu đồng so với đầu năm. Do đó, tại hội nghị sơ kết hoạt động tín dụng nửa đầu năm 2024, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Trung Hậu yêu cầu các địa phương, hội đoàn thể và ngân hàng chính sách xã hội tỉnh quyết liệt trong việc giải quyết nợ quá hạn, góp phần đưa tỷ lệ nợ quá hạn của thành phố giảm trong thời gian đến. Dịp này, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố đã tổng kết đợt huy động gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo, khen thưởng cho 13 tập thể đã hoàn thành xuất sắc, đạt và vượt chỉ tiêu giao. Từ đầu năm đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã phát huy vai trò chủ động trong triển khai thực hiện chương trình hành động và nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024 theo hướng cụ thể, thiết thực và hiệu quả. Công tác tuyên truyền vận động có sự đổi mới, tiếp nhận quỹ ủng hộ vì người nghèo gần 1,9 tỷ đồng đã tạo nguồn kinh phí triển khai thực hiện nhiều hoạt động giúp cho hộ nghèo khó khăn, tích cực triển khai các văn bản hướng dẫn xây dựng các phong trào, tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Đặc biệt đã lãnh chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và cấp thành phố nhiệm kỳ 2024-2029. Những kết quả đạt được của công tác mặt trận 6 tháng đầu năm có ý nghĩa quan trọng, nâng cao vai trò vị trí của Mặt trận Tổ quốc trong hệ thống chính trị thành phố, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh của thành phố. Tại hội nghị tập huấn thu thập chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã năm 2024 trong Bộ Tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới do Chi cục Thống kê khu vực Tam Kỳ Phú Ninh tổ chức, 24 điều tra viên của 4 xã nông thôn mới được hướng dẫn về quy trình thu thập, tổng hợp và tính toán tiêu chí về thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn các xã thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Cách sử dụng phiếu thu thập, thông tin, hướng dẫn tổng hợp và suy rộng thông tin. Sau khi được tập huấn, căn cứ vào danh sách hộ được giao, điều tra viên đến trực tiếp gặp chủ hộ và thành viên trong hộ để phỏng vấn, thu thập thông tin. Hội Chữ thập đỏ thành phố Tam Kỳ vừa bàn giao nhà đại đoàn kết cho ông Võ Thanh Sơn, hộ cận nghèo ở thôn Tịnh Thủy, xã Tam Thanh. Sau gần 2 tháng thi công, ngôi nhà đã hoàn thành khang trang, kiên cố với diện tích 70m², tổng kinh phí xây dựng gần 150 triệu đồng. Trong đó, Hội Chữ thập đỏ hỗ trợ 60 triệu đồng. Trước đó, thành đoàn Tam Kỳ cũng đã hỗ trợ gia đình 30 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 5 năm 2024, Bộ Chính trị đã ban hành quy định 144
về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Quy định này có tính liên thông với các quy định về những điều đảng viên không được làm, về nêu gương của đảng. Tại Tam Kỳ, quy định này đã nhanh chóng được triển khai, quán triệt để cán bộ đảng viên nghiêm túc thực hiện hiệu quả. Ngày 9 tháng 7 năm 2024, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai quy định số 144 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Thành ủy Tam Kỳ đã chỉ đạo tổ chức trực tuyến đến tận cơ sở. Tại phường An Sơn, gần 300 đảng viên của phường đã được dự hội nghị trực tuyến này. Cán bộ đảng viên đều phấn khởi tin tưởng với quy định mới này sẽ tiếp tục tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng. Thì nói về cái quy định thì cũng ngắn gọn, mà cái điều này thì cũng là đảng viên cán bộ đã thực hiện trước cái này. Bây giờ Trung ương nhấn mạnh và đưa vào cái việc cuối năm nhận xét cho cán bộ, phân loại cho đảng viên. Đây coi như là cái tiêu chí để đảng viên cán bộ phải phấn đấu. Theo cái quy định 144 của Trung ương mới ban hành thì so với những cái quy định trước đây thì không có gì khó, và cũng như là những cái điều mà 19 điều đảng viên không được làm. Hiện nay thì cũng có nhiều đảng viên có nhiều sai phạm, do đó là Trung ương ban hành nên là để chúng ta tự liên hệ bản thân, tự soi tự sửa và phải làm cho được cái việc đó. Quy định 144 chính là sự tiếp nối tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng, và quy định này có tính hệ thống các quy định mà Đảng ta đã ban hành trước đó về giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng và nêu gương của cán bộ đảng viên, như quy định số 37 ngày 25 tháng 10 năm 2021 về những điều đảng viên không được làm, quy định số 114 ngày 11 tháng 7 năm 2023 về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ, kết luận số 21 ngày 25 tháng 10 năm 2021 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Nghị quyết số 28 ngày 17 tháng 11 năm 2022, Hội nghị Trung ương 6 khóa 13 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Do vậy, cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần gương mẫu, thực hiện nghiêm quy định này. Thì đối với lại đảng bộ quân sự thành phố Tam Kỳ, thì để mà việc quán triệt thực hiện cái quy định 144 này có hiệu quả, thì trước hết đòi hỏi đảng bộ quân sự thành phố và các chi bộ phải làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục cái quy định 144 trong cán bộ, đảng viên một cách thường xuyên, liên tục. Và đối với mỗi cán bộ, đảng viên thì phải thấm nhuần và tuân thủ tốt các cái nguyên tắc mà rèn luyện tu dưỡng đạo đức cách mạng theo cái tư tưởng Hồ Chí Minh, đó là nói phải đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức, rồi sai phải đi đôi với chống, và đặc biệt là phải tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng suốt đời. Thì Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tập trung làm tốt cái công tác quán triệt sâu rộng để nâng cao lại cái nhận thức trong cán bộ đảng viên về cái nội dung ý nghĩa tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện cái quy định 144 của Bộ Chính trị về xây dựng chuẩn mực đạo đức cán bộ đảng viên. Cái việc thứ hai nữa là trong cái quá trình triển khai thực hiện cái quy định 144 thì chúng tôi trong Ban Thường vụ Thành ủy sẽ chỉ đạo quán triệt lồng ghép với cái việc đó là tiếp tục thực hiện các cái văn bản quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, như cái kết luận 21 về tiếp tục thực hiện cái nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng chỉnh đốn đảng, rồi vấn đề tiếp tục thực hiện cái kết luận 01 của Bộ Chính trị về học tập làm theo tấm gương đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, rồi cái vấn đề quy định những điều đảng viên không được làm, vân vân, trong cái thời gian sắp tới. Nội dung thứ ba nữa đó là trong cái việc mà tổ chức đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên thì sẽ gắn với cái việc là triển khai và thực hiện cái quy định 144 ở cơ sở như thế nào, đặc biệt là gắn với cái đánh giá về cái chất lượng cán bộ đảng viên. Và vấn đề cuối cùng nữa đó là vẫn phải tiếp tục tăng cường cái công tác kiểm tra giám sát đối với việc triển khai thực hiện cái quy định này.
Trên tinh thần đó, ngày 9 tháng Quy định 144 gồm có 5 điều cốt lõi nhằm xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới, vừa chống những biểu hiện tiêu cực, những hành vi sai phạm. Do đó, thực hiện quy định này, Thành ủy Tam Kỳ vừa kiên quyết đấu tranh xử lý nghiêm các vụ việc cá nhân, cán bộ đảng viên sai phạm, vừa đưa quy định 144 làm tiêu chuẩn thước đo đánh giá xếp loại cán bộ đảng viên trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, những ngày đầu năm 2021, khi dịch bệnh COVID-19 vẫn còn hoành hành, những đoàn xe máy hồi hương xuôi ngược Bắc Nam khi qua quốc lộ 1A, đoạn chân cầu Điện Biên Phủ, thành phố Tam Kỳ đã được một nhóm thanh niên hỗ trợ thay nhớt, tiếp nước uống và xử lý các trục trặc về xe cộ. Đó chính là tiền thân của đội thanh niên tình nguyện khắc phục sự cố giao thông thành phố Tam Kỳ ngày nay, gọi tắt là đội SOS Tam Kỳ. Từ đó đến nay, đội SOS duy trì hoạt động với những việc làm ý nghĩa hỗ trợ khắc phục sự cố giao thông trong đêm hoàn toàn miễn phí. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Hơn 23 giờ đêm, điện thoại của anh Quốc đổ chuông. Đầu dây bên kia là giọng một cô gái nhờ giúp đỡ vì xe chết máy. Vẫn thường xuyên có những cuộc gọi lúc nửa đêm như thế này, từ khi anh Huỳnh Văn Quốc tham gia vào đội thanh niên tình nguyện khắc phục sự cố giao thông thành phố Tam Kỳ, gọi tắt là đội SOS Tam Kỳ. Sau khi sẵn sàng đồ nghề, anh Quốc cùng với các thành viên trong đội SOS nhanh chóng đến địa chỉ vừa được cung cấp. Tại đây, một cô gái trẻ với chiếc xe bị chết máy đang chờ đợi sự hỗ trợ từ đội SOS. Khoảng 15 phút sửa chữa, chiếc xe đã nổ máy trở lại trong niềm vui mừng của cô gái trẻ. Cái xe nó hư, mà giờ nãy nó cũng em đi làm thì cũng khuya rồi kìa. Cái xong rồi em mới nhớ lại, em mới gọi. Rồi mấy anh cũng tới thì em cũng mừng kinh luôn á. Có nhiều trường hợp mà tụi em người ta cần thiết như ở núi Thành hoặc là Thăng Bình rồi là Phú Ninh, là mọi người cần về đây mà không về đây mà không có xe thì mọi người gọi nhờ, thì gần xa gì tụi em cũng cố gắng tranh thủ, nhờ mấy anh em là tranh thủ để chạy tới để hỗ trợ cho họ. Đi thì có khi một khi là hai anh em đi hai ba chiếc xe để hỗ trợ cho họ, là những khi mà xe mà sửa trong đêm không được thì tụi em có thể là sẽ đẩy xe về. Đội SOS hiện nay có hơn 10 thành viên, tất cả đều có thể hỗ trợ sửa xe, vá xe, thay nhớt. Không chỉ làm việc nghĩa trong đêm, hàng tháng đội SOS còn tổ chức các hoạt động thiện nguyện hỗ trợ thay nhớt, thay lốp, vá xe, rửa xe miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động này đã tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng, thu hút nhiều tấm lòng hảo tâm chung tay cùng thực hiện. Với những đóng góp tích cực của đội SOS, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Tam Kỳ vừa tổ chức ký kết quy chế phối hợp về hỗ trợ khắc phục sự cố giao thông, sửa chữa phương tiện hư hỏng trên đường với đội thanh niên tình nguyện khắc phục sự cố giao thông thành phố Tam Kỳ. Đội SOS sửa chữa lưu động, họ phục vụ cho những người dân một cách nó tận tình như thế này, đó là một cái điều nó vô cùng đáng quý, và tôi muốn nói với người dân rằng là cái điều này cần được lan tỏa và nhân rộng ra ở nhiều cái góc độ khác nhau trong cái xã hội, chứ không phải là riêng gì về cái vấn đề sửa xe. Thì trong thời gian qua thì lực lượng đầu ấy chỗ ấy cũng đã hỗ trợ cho lực lượng cảnh sát giao thông về những cái trường hợp mà xe, mô tô, ô tô di chuyển trên đường mà bị hư hỏng, thì lực lượng này cũng đã kịp thời bố cố về cho đội cảnh sát giao thông để kịp thời hỗ trợ xử lý, để tránh gây cái trường hợp mà ùn tắc, ách tắc giao thông, để ổn định cái tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Những cuộc gọi nhờ giúp đỡ trong đêm vẫn diễn ra, và những việc làm tử tế vẫn lặng thầm tiếp diễn. Một việc làm nhỏ nhưng mang ý nghĩa nhân văn lớn, nhân lên niềm tin yêu trong lòng nhân dân về những điều tốt đẹp trong một xã hội đầy cạm bẫy lọc lừa. Những việc làm tử tế của đội SOS Tam Kỳ cũng đã góp phần tô thắm thêm hình ảnh thanh niên thành phố Tam Kỳ, đem sức trẻ xung kích vì cộng đồng, mang lại cuộc sống yên bình cho thành phố. Đến đây chúng tôi cũng xin được khép lại chương trình truyền hình thành phố Tam Kỳ tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.